Thưa quý vị, phát huy truyền thống quê hương Đồng Khởi Anh Hùng, ngày 9 tháng 2 tới đây, 151 thanh niên ưu tú của huyện Mỏ Cày Nam sẽ lên đường tham gia xây dựng quân đội. Trong số đó có nữ thanh niên Nguyễn Thị Minh Thư ở ấp Bình Đông 1, xã Hưng Mỹ. Dân thưa quý vị, đây cũng là một trong hai bóng hồng của tỉnh khoác áo lính trong đợt tổng quân năm nay. Sinh năm 1998, sau khi tốt nghiệp Đại học Luật, Minh Thư làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng như khi đi làm, Minh Thư là một trong những gương đoàn viên năng nổ tham gia thực hiện tốt các phong trào của đoàn hội. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, trong đợt tuyển quân năm 2023 này, Minh Thư viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và môi trường quân đội là một niềm vui nhưng là cũng là một thử thách đối với bản thân tôi. Khi vào môi trường quân đội đầy tính kỷ luật, nhưng tôi tin rằng với nhiệt huyết, tinh thần tuổi trẻ và năng lực của bản thân, tôi sẽ vượt qua những thử thách và chinh phục được những khó khăn phía trước. Quyết định của Minh Thư đã được gia đình tích cực ủng hộ. Cha mẹ Minh Thư chia sẻ, dù biết con gái đã chuẩn bị và sẵn sàng bước vào môi trường quân đội, nhưng cha mẹ Minh Thư vẫn không khỏi lo lắng. Những ngày vừa qua, anh chị vừa lo, vừa căn dặn, vừa chuẩn bị cho con gái những thứ nhỏ nhất để lên đường tòng quân. Nó nhận giấy mà nhập ngũ, vợ chồng chị cũng rất là lo lắng. Với cũng ủng hộ cho con vào ngành quân đội, cho hoàn thành nhiệm vụ. Xác định bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân tộc, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm với Tổ quốc, với quê hương. Năm 2023, trong tổng số 18 tân binh xã Hưng Mỹ lên đường nhập ngũ, có 5 thanh niên tình nguyện, trong đó có Minh Thư. Qua cái công tác rà soát cũng như tổ chức tuyên truyền giáo dục về lực nghĩa vụ quân sự cho các thanh niên, hầu hết các thanh niên đều nhận thức đúng về vai trò trách nhiệm của mình tham gia xây dựng quân đội. Trong đó có 5 thanh niên tham gia tình nguyện, đặc biệt là có nữ thanh niên Anh Thư là nữ nhưng mà vẫn tham gia tình nguyện phục vụ trong quân đội. Đây là một cái điểm sáng để cho xã Hưng Mỹ các năm về sau thực hiện tốt công tác tuyển chọn thanh niên, khơi dậy cái lòng yêu nước của thanh niên. Bằng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ là tiền đề để Minh Thư sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật đơn vị quân đội, đem hết tài năng trí tuệ để cống hiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.